là tụi mình chơi ở nghĩa địa đi, nó sẽ hay hơn á. Là chơi ở nghĩa địa. Chơi chỗ đó hợp lý á. Mình kiếm ai chơi thêm đi chị giúp mi. Ủa thì đương nhiên rồi, không lẽ hai đứa chơi ông bao giờ có ai đó đâu. Tụi mình là con gái chân yếu tay mềm cho nên phải kiếm thêm đàn ông. Được rồi, được rồi, các bạn ơi, bây giờ mình quyết định là sẽ đi kiếm mi ha. Đi ha. Hey, được rồi, mình phải đi công việc thôi. Ủa đi đâu vậy hả? Đồ nhìn nó rườm rà quá vậy, đi đâu vậy? Ủa đi đâu vậy? Hôm nay đi gặp đối tác Jimmy à? Ủa sao đi gặp đối tác như vậy? Hôm nay tôi định vũ ông là bảo vệ tôi chơi trò ma mướn. Trời ơi, ơi không được, không được, không được. Tôi đã hẹn khách hàng rồi. Đây là khách hàng cho những cái dự án quảng cáo cho chúng ta. Nếu mà chúng ta bỏ lỡ là khách hàng chê chúng ta, cái thằng đó chúng ta làm việc cẩu thả là không được đâu. Bây giờ em hỏi anh nè, bây giờ trời ơi trời, đó trò chơi mà, đợi anh về chơi đi. Đây đây đây, phải đây, phải đây. Xong luôn các bạn ơi, tới lại ra đồ bỏ đi và xong mình rồi. Trời ơi là trời. Khó chịu đi chứ. Ha, sao đường vậy chị Trâm? Thôi để hay kiếm thêm một người rồi. Tôi tính cách khác rồi các bạn ơi. Không có đi ha này thì mình kiếm mi ha khác. Được rồi, bây giờ thì cây mi đi vũ Rio đi. Vũ sức bằng áo đi. Bằng áo là tụi mình bảo vệ ngược nó chứ nó bảo vệ vậy. Sợ nó lắm rồi. Vũ Rio. Thôi, đi vũ Rio đi. Rồi, được rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi vụ quan trọng nhất đây, đi thôi. Chạy. Say la 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 la. Say la 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 la. Cuối cùng cũng xong. Hello. Không hết rồi. Vậy ở đây. Tưởng vũ chơi trò chơi này là vui lắm. Chẳng không. Bây giờ thì đang không. Vừa làm xong việc này rồi phải đi làm việc khác nữa rồi đó. Chơi. Không. Nếu mà mày muốn tao chơi với mày thì video này của mày ít nhất mày phải được 14.000 like đi. Đúng rồi, một tháng 4 mà thì phải 14.000 like. Nếu được 14.000 like chừng nào video của mày chơi kinh dị hay là chơi trò gì đó của mày mà được 14.000 like thì kiếm tao, tao sẽ đồng ý. Còn không thì mờ đi Diễm. Không bao giờ được luôn. Điều này khó khăn lắm luôn. Đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình rồi các bạn à. Say la 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 la. 421 421 à. Chị á bà Dâm. Ông xì dầu. Hello. Cái gì đó bà? Hello. Xin chào đây. Trời ơi, ảnh ghê ha. Tôi đang tập thể dục, giang hồ phải tập thể dục, tập luyện mỗi ngày đó. À, nó nghe nè. Rảnh không? Rảnh, đang tập thể dục xong rồi, giờ rảnh lắm. Có trò này vui lắm, mình chơi không đi chơi. Trời vui hả, trời vui hả? Chắc ông sợ ông chơi không được đâu. Sợ kỹ khô vậy, bao nhiêu trò cảm giác mạnh thằng này cũng vô hết rồi. Thằng này còn đi chém lộn nữa, mắc gì sợ. Trò này nó không phải cảm giác mạnh. Trò gì cũng chơi, đây, mô, go. Được, các bạn ơi, bị mình chậu rồi, đỡ cay. Được rồi, bây giờ đi theo cái cổng này là qua lạng tôi á. Trời, đi mất tiêu rồi. Được rồi, thôi, đi luôn. Trời ơi. Đó giờ rồi nè, đi theo tôi. Bây giờ tụi mình không ngủ muốn chết luôn vậy. Đây. Mà chơi trò gì tối khuya vậy trời? Chơi trò này là cần phải vào ban đêm mới chơi được. Trò này là trò kinh dị mà. Trò quỳ mà chơi trò mình trời cái gì? Hả? Trò kinh dị. Trò này là trò gì? Kinh dị. Trò kinh dị vậy hả? Ờ sao vậy? Ê trò kinh dị là trò gì vậy? Lúc 3 giờ sáng. Đi về nhà, đi về lại đâu đây, đi về nhà, nghỉ đâu đây? Đúng rồi. Cái gì? Hôm khi đã nói chơi rồi, chơi trò này á là người em á, tôi nói bà này á, tôi đó giờ tôi sợ ma nhất trên trần đời đó, nên là bà để cho tôi đi về đây. Trời ơi, tôi không muốn chơi đâu, ghê lắm. Không hiểu sao, trò này còn có hai người chơi nữa. Có gì tụi tôi sẽ bảo vệ. Bao nhiêu người cũng không quan trọng đâu. Anh nhà mới cắt tóc hả? Nhìn đầu này, đầu này chắc nha. Gì vậy? Chị em đi cắt gì ơi? Cắt cái gì mà cắt? Tao là ai giang hồ, không phải hi ha làng của tụi bay đâu. Đúng rồi, đây là ai giang hồ mà làng hi ha âu á. Mới là sáng rồi.
mày đâu rồi trời. Ai đứa này nó là nó không có sợ ma nên là tụi nó không sợ ma hả? Hai đứa bay hằng nào sợ ma thì đừng trách tao. Đó gì vậy? Ôi, ông chạy rồi, ở đây hai đứa sợ ma đi, sợ ma, sợ ma đi, sợ ma đi. Thằng nào mà sợ ma thì đừng trách tao. Đứa đứa. Tao nói tụi bay nghe. Nghe nè. Vô tù ghê lắm luôn á, già tù vô tù. Nghe nè. Nghe tao nói. Tao là đại ca ở nơi này. Trời ơi. Tụi mày thấy không? Nghe tao nói, tụi mày có bị vấn đề gì thì phải bảo vệ tao khỏi những con ma. Đừng để tao nóng. Ơi, tính ra tôi rủ ông đó. Rủ ông chơi là để ông bảo kê tôi luôn á, bảo vệ tôi luôn á. Nhưng mà tôi sợ ma lắm, bà bảo vệ tôi đi. Trời ơi, tôi rủ lộn người. Trời ơi. Được rồi, bắt đầu trò chơi đây, lấy cái máy ảnh ra đi đi. Trời chứ, nó ảnh rồi nè. Ủa mà hôm nay chơi cái gì mà có máy ảnh vậy? Ok, ra chụp nha, rồi đứng yên nha. Trời, có ảnh rồi, coi không? Tao coi thử coi. Trời ơi, trời ơi. Ảnh đẹp lắm luôn á. Cái quần gì vậy? Lấy á. Cái chụp ở nhà coi nè. Thôi chụp, dừng vô cái hình xăm của tôi làm chi vậy bà nội? Ơ, vết xăm vậy trong đó, cú họng mày bây giờ. Xin lỗi. Xe đâu? Không lấy xe sao văn nghĩa địa? Xe của ông ơi, hỏi xe đâu? Cái gì? Đi đâu? Văn nghĩa địa. Cái gì? Ủa, nên em nghĩ là mấy người xăm mình người ta mạnh mẽ lắm á chị Dâm. Ủa thì mạnh mẽ mà mày nói. Mạnh mẽ mà. Đi ra chỗ khác mày. Đi qua chỗ khác coi. Tao nói chuyện với mày coi. Trời ơi, tại sao đi chơi nghĩa địa vậy? Trời, mới chơi nghĩa địa mới linh. Làm gì làm thì đừng làm liên quan với lại người chết người âm giùm tôi yên kia đi. Đây, trời đất ơi. La đi ngay với ngồi ơi. Trời đi. Trời ơi. Tới rồi. Trời ơi. Điểm gì mà đem? Tới điểm tôi gặp bà là có điểm bữa đó chơi đó mà đúng rồi. Đó. Ông chửi tôi đó. Làm ơn ngồi ở này á. Ông chửi tôi là cái này. Ngồi ở đây một mình nó mới ghê ấy nè. Ôi, ở đây lạnh quá. Tao xô cho tao quay biết tao là viên hồ. Trời ơi, đi vô trong đi mọi người. Rồi. Đi vô. Trời ơi, em ơi. Trời ơi, ôi, ôi. Trời ơi. Ôi. Cái bóng đen nó lướt qua á. Ơi, ai giang hồ có sao không vậy? Ngất luôn rồi mấy bạn ơi. Sao vậy nè? Ơi, ngươi động đi. Ơi. Tụi bay làm gì vậy? Ta giả bộ tao đi buồn ngủ, tao ngủ mà. Trời ơi, ra đây mà anh buồn ngủ. Trời ơi. Dì My ơi, cái hồi nãy mà nghe nhà đợi là cái gì vậy? Tôi không biết nữa, tôi cũng đang sợ nè. Ai có người. Em mới thấy ai á? Quy là vắng rồi mà mấy đứa con ở đây. Tụi em tới đây để cúng kiến à. Đúng rồi, để biến mộ. Nguy hiểm lắm đó. Dạ tôi cảm ơn. Tụi em cảm ơn chị. Ủa, ra giang hồ đâu hai đứa? Ủa, quá đi hết rồi. Ủa, nhà đâu tiền mấy? Ra ngoài xe. Trong ra ngoài xe không núp phải gì rồi. Ủa, ông đâu rồi? Ra giang hồ ơi. Ra giang hồ. Ủa, cái tờ đâu có đây nè. Ghê quá. Trời ơi, cái gì mà lấy lạc lên người luôn vậy. Trốn gì cũng thấy nữa trời. Này ghê quá, để thấy đèn chớp tắt đồ rồi mà lướt ngang nữa. Khi mà nó vô nó thấy là nó cười trước mặt nè. Trời ơi, chưa cho bà đã trúng vô mắt. Trời ơi, dạ. Tụi mày đi đâu vậy? Trời ơi, kể ra giang hồ nghe đi. Nãy giờ mấy cái chuyện kia là do bà nữ tu có làm, nó không có gì hết á. Trời ơi. Bởi vậy tao biết mà. Trời ơi, tao nhìn thôi tao đủ biết rồi. Mày phải sợ rồi, mày làm cái ghê quá. Thôi ơi, làm đi lẹ. Trời ơi, buồn ngủ quá. Cúng đi Kim ơi. Nhanh lên đây, nhanh lên đi. Kim nhanh đi, Kim nhanh đi. Trời ơi, cắm nhanh. Rồi. Để em cắm nhanh luôn. Trời ơi, được rồi, để tôi chụp nha. Chụp gì đây ta. Vô cái nhang. Trời ơi, sắc nét luôn. Trời ơi, quá trời sắc nét luôn. Coi. Đâu. Còn đại ca mày coi tao đã. Ôi. Ủa? Ủa vậy? Về đây. Coi. Hả? Ủa sao vậy? Tụi mày có thấy cái đèn này màu xanh lá không vậy? Thì cái đèn trong hình màu xanh lá giống cái hình mà. Có gì không? Có gì không? Có gì đâu? Ừ thì đâu có gì đâu. Hù xíu thôi cho vui. Trời ơi.
được chị rồi. Chị cái gì hù mà nhạy cảm vậy? Rồi, viên hù giơ tay lên chụp hình nè. Giờ làm kiểu đi. Làm duyên, làm dán đây nè. Giờ nè, ta ngồi xuống nè, chụp đi. Chụp. Đó. Trời. Trời ơi. Trời ơi, là chờ có hình rồi nè. Coi không, chạy đâu vậy? Có nè, chạy đâu rồi, chạy hoài á. Trời ơi, làm mấy điều này tụi bay không biết là tụi bay làm vậy là sẽ làm chặt đụng chạm tới người âm đâu. Không có đụng chạm gì đâu, cúng và chụp hình thôi mà, có gì đâu sợ, xét đánh thôi mà. Nè, hình nè. Coi hình thử coi. Để coi. Đâu, coi thử coi. Ủa, ai vậy ta? Ủa gì vậy? Rio hả? Gì vậy chị? Hả? Ông coi thử coi ai vậy? Gì đâu mà cái gì đâu mà bên trái không có ai bên đâu. Trái đằng sau á giống Rio phải không? Thấy Rio tóc mắt xanh. Bên trái ở đằng sau sao có hàng rào ấy không vậy? Ủa ai vậy? Ủa cái này là tuyết hay là nhìn nhầm vậy ta? Ôi nguyên con mai con gì luôn kìa. Bây giờ phải kiểm chứng lại. Chắc cái đó là cái ánh sáng thôi à. Đi lại thẳng coi lại đi. Bố nó mình đi. Không có gì mà sợ. Đi. Nè hình như là đi thẳng lại đây hồi nãy là sao hàng rào nè, sao hàng rào nè. Đi lại lên. Đâu có giống thằng Rio đâu, đâu có giống thằng Rio đâu. Cái con nó đầu chọc trắng bóng à, trắng bóng à, đầu chọc nữa. Trời ơi, chụp lại nè. Em đứng làm sao chị đó. Trời nè, có gì đâu, nè mấy người coi đi. Trong bức ảnh có gì đâu. Đây là thằng nào chơi mất dạy hù không vậy? Ừ, coi đi nè. Có ai đâu, thấy chưa? Bây giờ chụp em nè. Chắc là tuyết mà nó tạo hình cái hình con đó á. Tụi bay ơi, chạy đi, chạy đi. Lộn á. Làm gì làm lẹ đi. Gì vậy? Đừng có hù coi đi. Sợ đừng có hù coi mà. Ai chụp cho cái mi đi. Tôi không chụp nữa đâu. Tôi chụp cho. Gì đâu mà sợ không biết. Trời có ai. Đâu. Đây hình đâu coi. Coi có gì không. Đâu có gì đâu nè. Bình thường hình em bình thường. Hãy chơi hay tao chụp cho. Ngại thật không có chuyện gì xảy ra hết. Rio vô đi. Dạ chụp nha. Dạ xong chưa. Đây nè coi thử hình của Rio mọi người. Gì vậy? Gì vậy mấy cha? Gì vậy? Chưa mấy bạn ơi. Trời ơi, Rio bị ám rồi. Rio xe rồi. Không chạy được, xe bị gì luôn rồi. Cái gì? Trời ơi, này rồi phải chơi thì mới kết thúc được. Chụp đi, chụp đi. Rồi, chụp rồi. 3, 2, 1, boom. Rồi. Trời, được chưa? Đâu đưa hình coi. Coi thử đi. Trời mẹ. Trời ơi. Có một ma, có một ma, có một ma, có một ma này không nè. Quý một con ma luôn. Giờ mới làm sao đi mọi người. Sao tôi cũng bị vậy? Không chơi nữa đâu. Trời ơi, giờ anh nhớ có con cây mi không bị à? Cây mi nó câm luôn. Ơi, tao có một suy nghĩ này. Có cái nào? Cây mi ảnh kia bị quen gỗ không? Cây mi ảnh này á hả? Tại vì chụp nó toàn ra ma không à? Cây mi ảnh này mới mua. Trời ơi, mới mua thì mắc gì không có bị quen gỗ đâu. Thôi quá, để tôi chụp cho. Tôi chụp cho hết pin nè. Hết pin đi rồi gửi về nhà ngủ nè. 1, 2, 3, coi. Tôi là cái cây. Tụi mình dựng dụng cái não vậy. Ôi con ma nó băng kia chạy đâu rồi. Đốt lên bây giờ phải lửa hình. Mình chụp được nó rất là nhiều luôn. Cố lên đi ông ơi. Rồi đốt đi nha Nhi Ngô. Đi vô đây. Trời ơi trời ơi nó hết kìa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi trời ơi trời ơi.
tụi mình còn sống ở đây. Ơi mọi người ơi. Trời ơi. Ôi mày gót, ôi mày gót, ôi mày gót. Đi đi